nóng, Tô Lâm cài thêm một đồng hương quân đội Phan Văn Giang và Lương Cường không kịp trở tay. Kính thưa quý vị, xem như Tô Lâm đã nắm được Bộ Công an, hiện nay Tô Lâm đang can thiệp mạnh vào trong bộ máy quân đội. Trước đây, khi ông Nguyễn Phú Trọng kéo hai tướng quân đội về Ban Bí thư, đấy là ông Lương Cường, đại tướng, và ông Nguyễn Trọng Nghĩa là thượng tướng. Hai nhân sự này rất khó có khả năng sẽ bị thay thế, bởi ông Tô Lâm không tin ai ngoài nhân sự do ông này sắp đặt. Nhưng trong thời gian tới đây, Tô Lâm sẽ quyết tâm để thay thế hai ông Lương Cường và ông Nguyễn Trọng Nghĩa này. Hội nghị Trung ương bất thường vừa diễn ra hồi chiều ngày 16 tháng 8 vừa qua, thì ông Trịnh Văn Quyết được bầu bổ sung vào trong Ban Bí thư cùng với ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Lê Minh Trí. Ông Nguyễn Duy Ngọc là thượng tướng được chuyển vào Ban Bí thư để nắm chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Vị trí này chắc chắn nó sẽ là thành viên của Ban Bí thư, và chẳng bao lâu sau thì ông Nguyễn Duy Ngọc này được chính thức chuẩn thuận. Như vậy là trong Ban Bí thư hiện nay có đến 3 ông tướng. Thông tin cho biết rằng ông Tô Lâm đang đẩy ông tướng Lương Cường sang làm chủ tịch nước, một chức danh hữu danh mà vô thực. Còn ông Trịnh Văn Quyết là thượng tướng chủ nhiệm tổng cục chính trị. Ông Quyết đã từng là cấp phó của ông Lương Cường trong quân đội và giờ đây đã được vào trong Ban Bí thư. Điều đáng nói là ông Trịnh Văn Quyết là người ở Hải Dương, một tỉnh được xem là anh em song sinh với tỉnh Hưng Yên, trước đây là tỉnh Hải Hưng. Ông Tô Quyền, bố của Tô Lâm, cũng đã từng làm giám đốc công an của tỉnh Hải Hưng. Thông tin rò rỉ cho biết rằng Tô Lâm có dự định bố trí con trai của ông này là Thượng tá Tô Lâm về làm giám đốc công an của tỉnh Hải Dương. Đây cũng được xem là tỉnh nhà của gia đình họ Tô. Trên chính trường hiện nay có hai tỉnh được tách ra từ một tỉnh và đều có lực lượng rất mạnh ở Trung ương Đảng, đấy là Nghệ An và Hà Tĩnh, và cả Nghệ An và Hà Tĩnh đều thuộc Nghệ tỉnh trước đây. Hiện nay cả hai tỉnh này đều có đến hàng chục ủy viên Trung ương Đảng và mỗi tỉnh đều có đến hai ủy viên của Bộ Chính trị. Một mình phe cánh của Hưng Yên hẳn không thể tìm đâu ra vài chục ủy viên Trung ương Đảng và 4 ủy viên Bộ Chính trị như liên minh của Nghệ An Hà Tĩnh được. Nên Tô Lâm khi lên làm tổng bí thư kiêm luôn chức vụ chủ tịch nước, điều chắc chắn là những quan chức gốc Hưng Yên được nâng đỡ, mà quan chức của gốc Hải Dương cũng được hưởng lợi. Nếu như nâng đỡ cả Hải Dương và Hưng Yên, rất có thể là Tô Lâm sẽ đủ nhân sự để cùng phe để đưa vào Ban Bí thư và nắm luôn cả bộ máy quân đội. Với việc Lưu Tam Quang được bầu bổ sung vào trong Bộ Chính trị, hiện nay phe của Hưng Yên đã có đến 2 ủy viên trong Bộ Chính trị. Mới lên nắm chức cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì Tô Lâm đã không thể thay máu một lần mà phải làm từ từ. Sau khi quyền lực đã được củng cố vững chắc thì mới cho ra tay, mạnh tay được. Cho nên giờ đây vẫn còn đắc sống cho nhiều người thuộc nhóm lợi ích khác. Họ cần phải tranh thủ, nếu chần chừ thì sẽ không còn cơ hội nữa. Hải Dương chưa có một ủy viên của Bộ Chính trị nào, nhưng số ủy viên Trung ương Đảng cũng khá đông. Trong đó có thể kể ra như Bùi Văn Cường là chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đào Hồng Lan là Bộ trưởng Bộ Y tế, Trịnh Văn Quyết, Thượng tướng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Vũ Hồng Thanh là chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phạm Tắc Thắng là Phó trưởng Ban Thường trực Dân vận Trung ương. Nên kết hợp nhóm Hải Dương và Hưng Yên với nòng cốt là Hưng Yên thì phe của Tô Lâm sẽ trở nên đông đảo hơn bao giờ hết. Tô Lâm mới lên nắm quyền chưa lâu mà đã có đến 2 kỳ họp bất thường của Trung ương Đảng để bố trí lại về công tác nhân sự. Sự đấu đá ở thượng tầng lại trở nên khốc liệt hơn, và đó là lý do có nhiều cuộc họp bất thường trong suốt thời gian vừa qua. Nhân sự sẽ thay đổi rất nhanh, có thể họ không chỉ đánh để chiếm ghế cho những vị trí ở đại hội 14 sau 16 tháng nữa, mà họ có thể đánh để có những chiếc ghế như ý ngay bây giờ. Có lẽ Tô Lâm đang muốn xây dựng một bộ khung gồm Hưng Yên làm nòng cốt và Hải Dương với vai trò là hỗ trợ. Rất có thể chính trường Việt Nam trong thời gian tới đây sẽ là những trận quyết chiến giữa nhóm của Hải Hưng và nhóm của Nghệ tỉnh, mà những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị. Ngày 10 tháng 8 vừa qua, VOA Tiếng Việt đã có bài bình luận tại sao ông Tô Lâm vừa lên có đến 4 ủy viên Trung ương Đảng mất chức. VOA đã dẫn nhận định của các nhà quan sát chính trị. Theo đó thì việc có đến 4 ủy viên Trung ương Đảng bị cho thôi chức ngay trong ngày mà Tô Lâm lên làm tổng bí thư vừa là một dấu hiệu cho thấy công cuộc chống tham nhũng nó sẽ không ngừng nghỉ, vừa là động thái răn đe, vừa để nhằm củng cố quyền lực cho Tô Lâm. Các ủy viên Trung ương Đảng phải ra đi gồm ông Phó Thủ tướng, Bí thư Trung ương Đảng là ông Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh,
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang là ông Chẩu Văn Lâm. VOA cho biết thông cáo được Trung ương Đảng phát đi sau hội nghị ngày 3 tháng 8 vừa qua. Bốn lãnh đạo này có một số vi phạm nhưng không nói rõ những vi phạm này là vi phạm cụ thể gì. Trước đó cùng ngày thì hội nghị Trung ương Đảng đã bỏ phiếu với tỷ lệ tuyệt đối là 100% để suy tôn cho ông Chủ tịch nước Tô Lâm lên làm người lãnh đạo tối cao của Ban Đảng Cộng sản Việt Nam thay cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua đời. VOA cũng cho biết rằng tại cuộc họp báo sau đó thì ông Tân Tổng Bí thư Tô Lâm này đã khẳng định là sẽ tiếp tục công tác phòng chống tham nhũng một cách mạnh mẽ với phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Việc loại một ủy viên Trung ương Đảng phải ra đi ngày ngày thì Tô Lâm lên nắm quyền là điều chưa từng thấy trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. VOA đã dẫn nhận xét của ông tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát chính trị từ Hà Nội đã cho rằng ông Tô Lâm cờ phắt đến tay là phắt và phắt một cách rất quyết liệt. Ông Nguyễn Quang A đã nhận định nó có thể là lời răn đe với những người khác rằng từ nay cho đến đại hội 14 thì việc sắp xếp lại nhân sự nằm trong tay của Tổng Bí thư mới. Theo ông Nguyễn Quang A, động thái này chắc chắn có tác dụng làm cho các ủy viên Trung ương Đảng phải sợ đối với ông Tô Lâm. Ông này dẫn chứng, mặc dù trong buổi chiều cùng ngày, bốn ủy viên Trung ương bị mất chức, nhưng trong buổi sáng thì họ vẫn cùng toàn thể Trung ương Đảng bỏ phiếu cho ông Tô Lâm này. Nhìn vẻ bên ngoài, việc bốn lãnh đạo trên đã gửi thông điệp một cuộc chiến chống tham nhũng vốn là di sản của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Quang A nói thêm, việc Đảng không công bố những vi phạm của bốn ủy viên Trung ương Đảng bị mất chức đã không hề làm cho người dân tin tưởng và quyết tâm chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư mới, tức là ông Tô Lâm. Người dân cho rằng các ông ấy đang đánh nhau mà thôi. Do chế độ độc tài nên nó mới sinh ra tham nhũng, và không thể chống tham nhũng nên có lý do để tin rằng việc chống tham nhũng nó chỉ là để loại bỏ những người không theo phe ý của mình mà thôi. VOA nhận tiếp nhận định của ông luật sư Lê Quốc Quân từ Hoa Kỳ cho rằng đây là động thái củng cố quyền lực của Tô Lâm, mà nhận thấy rất rõ ràng là Tô Lâm đang củng cố quyền lực của mình bằng cách cài cắm hàng loạt những đàn em, những người nhà thân tín của mình, và đặc biệt là bộ máy Hưng Yên và kể cả tỉnh Hải Dương. Ông Quân lưu ý việc báo chí Việt Nam dùng từ suy tôn để mô tả cho việc ông Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư nó giống như một trò nực cười mà từ trước đến giờ người dân trong đất nước Việt Nam sẽ không bao giờ hiểu nổi. Việc suy tôn một người lên làm Tổng Bí thư như vậy chả khác gì là cái câu chuyện xem người dân trong đất nước Việt Nam không ra cái hệ thống gì mà Ban Đảng Cộng sản Việt Nam đè đầu cởi cổ nhân dân rồi tự cho mình có quyền được nắm đầu kẻ cổ nhân dân mà thôi. Về thông báo kỷ luật ngay trong ngày ông Tô Lâm lên nắm chính quyền thì ông Quân đã phân tích cho rằng nó đã củng cố quyền lực ngay lập tức, củng cố quyền lực một cách quyết liệt và đưa ra một thông điệp sẵn sàng xử lý bất kỳ đối tượng nào nếu như đối tượng đó dám ngáng đường đối với Tô Lâm. Ông luật sư Quân này còn cho rằng thông điệp chống tham nhũng của ông Tô Lâm công khai rõ ràng và mạnh mẽ là do ông ấy sẽ đi theo đường hướng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dựa vào cái bất bình phong của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để ông này rêu rao lừa bịp nhân dân, nhưng thực chất mục đích là để củng cố quyền lực cho mình. Tô Lâm trong suốt quá trình đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã triệt hạ các đối thủ để giờ đây đường của ông ấy rộng thênh thang để ông ấy tiếp tục bước lên vị trí cao hơn. Ông luật sư Quân này nhận xét cho rằng bây giờ dân chúng đã nhìn thấy rất rõ, họ thấy không phải là kỷ luật chống tham nhũng mà chỉ là cái cớ mà thôi, cái cớ để người ta triệt hạ lẫn nhau để nhằm củng cố quyền lực trong nội bộ của Ban Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Và liên quan đến những sự việc này, những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong bản tin lần tới.